Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay hảisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hubo xin chào 500 anh em. Tôi Vinh chỉ chào 500 anh em. Tôi Hưng Trần Tộc chào 500 anh em. Tôi Cương Sử chào 500 anh em. Tôi Đinh Tư chào 500 anh em. Ok các bạn ạ. Thì hôm nay thời tiết đã thay đổi rồi, nhưng mà anh em mình sẽ vẫn quyết định làm một món gì cay cay nha các bạn nha. Nói chung là cái độ cay ở kênh anh em mình ấy thì thường không thể chối từ rồi. Thì đấy, thì mọi người có thể thấy là trước mặt anh em ấy là hiện tại là có những chiếc gọi là móng giò nha các bạn nha. Đây người ta gọi là móng giò này các bạn này. Đấy, những chiếc móng giò đấy. Thì là xong là anh em mình hôm nay sẽ đem về gọi là hầm nó này. Xong rồi anh em mình sẽ cho vào anh em mình sốt cay cấp độ 1 tỷ nha các bạn nha. Đấy, đây nha các bạn nha. Đấy, móng giò thì nó chỉ được này thôi. Còn cái chân giò thì nó sẽ có cái phần to hơn, có phần to hơn, nhiều thịt hơn ấy. Nhưng mà anh em mình chơi móng giò này, thực sự là cái móng giò đấy nếu mà để mà anh em ăn được ấy, thì anh em sẽ có rất là nhiều sữa nha các bạn nha. Đấy thì kiểu móng giò này thường người ta sẽ dùng để nấu cháo cho bà bầu hay là gì nhỉ? Bà bầu hay bà đẻ để giúp gọi là nhiều sữa hơn đấy các bạn ạ. Đấy thì đây toàn mấy anh em đàn ông thì cũng giúp mấy anh em nhiều sữa hơn thì sẽ có thêm khoảng 1, 2, 3, 4 người đàn ông gọi là có sữa ở trên đất nước Việt Nam này nha các bạn nha. Cháu ông Thọ. Gọi là truyền nhân của ông Thọ ấy. Đó thì để làm được món này ấy, thì anh em mình sẽ cần gia vị ví dụ như là rất là nhiều ớt cay nha các bạn nha. Rồi xả để anh em mình hầm này. Đó thì cái món này thì nó cũng đơn giản thôi, anh em mình chỉ cho vào hầm xong rồi anh em mình sẽ cho một lượt nữa là anh em mình sốt cay xong rồi sẽ thưởng thức nha các bạn nha. Đấy để hôm nay trải nghiệm thử cái món móng giò hầm này ăn nó mềm mềm xong rồi nó sốt cay để trải nghiệm xem nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Bây giờ anh em mình sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem về để anh em mình hầm nó luôn. Anh em nào mà xem được clip này của anh em mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho đấy nha, để ủng hộ anh em nhá. Những cái móng giò này thì anh em mình đã cho tắm muối lợn này, rồi tắm giấm rất là sạch sẽ rồi nha các bạn nha, sạch hết từng cái gọi là khe với ở kẽ mà nó đã từng dẫm vào xít rồi nha các bạn nha. Đó thì bây giờ anh em mình sẽ chặt khúc khúc nhỏ nhỏ nó ra nha các bạn nha. Đấy, đây anh em mình sẽ chặt ra từng khúc nó như này, xong rồi anh em mình sẽ bắt đầu cho vào để gọi là hầm nha các bạn nhỉ. Đấy thì hầm cái món này chắc là cũng phải mất khoảng độ 1 đến 2 tiếng nha các bạn nhỉ. Chắc là anh em mình cứ hầm tầm 2 tiếng đi cho nó mềm hẳn ra, xong rồi anh em mình đem đi sốt thì khi mà thưởng thức ấy, nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Bởi vì cái móng giò đấy thường người ta hầm thì nó sẽ mềm, còn nếu mà không hầm ấy thì kiểu cái phần da da này của nó sẽ dai và ăn nó không dễ, kiểu cảm giác nó không còn ngon như là khi mà anh mình đã hầm lên rồi thì nó sẽ mềm, ăn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều nha các bạn nhỉ. Đấy Cường mình thấy là chặt kỹ năng chặt khá là tốt các bạn ạ. Đấy anh mình sẽ chặt hết mấy cái móng này rồi anh mình sẽ bắt đầu cho vào để hầm luôn nha các bạn nhỉ. Những cái móng ấy thì đây anh mình đã chặt ra xong rồi nha các bạn nhỉ. Bây giờ anh mình sẽ bắt đầu cho vào để hầm này các bạn này. Đấy thì đây như mình cho xả vào để cho nó thơm này. Đấy cho 1-2 quả ớt vào khi mà hầm nó sẽ cay cay nha các bạn nha. Đấy xong bây giờ như mình sẽ cho móng vào để mình bắt đầu sẽ hầm. Thì đấy thì số móng này thì anh như mình chắc là sẽ hầm khoảng độ 2 tiếng để cho cái thịt nó mềm ra, xong rồi anh như mình mới bắt đầu sốt cay với cả ớt những thứ nha các bạn nha. Móng thì anh như mình đã hầm được khoảng độ 1 tiếng rưỡi rồi nha các bạn nha. Nói chung là nó cũng không mềm lắm nhưng mà nó đã mềm hơn cái lúc ban đầu rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu gọi là trộn sốt nha các bạn nha. Đấy, sốt thì anh em mình sẽ cho ớt dưới này các bạn này. Đấy. Đây mọi người ạ, đây là cái chính này đấy. Ớt cay là ớt bột này. Cay cho nó đỏ lòm lên nha các bạn nha. Đấy, cho một ít nước vào nha. Đấy. Đây là cái sốt cay của anh em mình nha các bạn nha. Em đảo đều lên đi. Sặc. Đây con, đây là cái sốt cay nha. Rồi là bây giờ anh mình sẽ gọi là cho móng mà anh mình đã hầm mà. Đấy, đảo lên, cuốn đảo lên thứ mà. Rồi mọi người. Đó rõ chưa này. Đây tí cay có biết nha các bạn nha. Đấy, rồi.
Đấy, thì anh mình sẽ đảo đến khi mà nó gọi là sệt sệt đi, khô khô bớt nước thì anh mình sẽ bắt đầu cho là gia vị vào cho nó đậm đà nha mọi người. Thêm cho gia vị đi. Rồi ôi, nhìn ngon thật sự luôn rồi mọi người. Đấy, ui rồi. Đấy, bây giờ để đảo lên đi, đảo lên đến khi nó khô thêm chút nữa, xong này mình bắt đầu đi thưởng thức luôn cái món gọi là món giò hầm sốt cay cấp độ 1 tỷ này của anh mình nha các bạn nha. Cái món gọi là chân giò anh mình sốt siêu cay này mọi người này. Ui giời ơi, đã đến giờ anh mình bắt đầu trải nghiệm thử xem là cái món ngày hôm nay nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Đấy, nào bây giờ thì gọi là kính lão đắc thọ đi cô. Xin kính mời chú Sơi trước ạ. Chú ơi, chú chảy luôn, làm miếng luôn. Ôi, mời đỏ các bạn nhá. Ngon, đặc cấp lắm. Cái này là ăn lần đầu tiên các cháu nấu như kiểu này ăn vinh là sướng rồi. Đấy, trải nghiệm đi. Mời cả mọi người nhá. Trải nghiệm đi. Cay nó cũng đỏ thôi. À, lúc đầu ấy. Các bạn nhá. Lúc đầu ấy thì mình nói là hôm nay sẽ có thêm 4 người Việt Nam nữa có sữa các bạn ạ. Thì bây giờ là có thêm một thằng nữa thì thành 5 nha các bạn nhỉ. Mọi người nhá. Đây là hàng xóm của truyền nhân của ông Thọ mọi người ạ. Mọi người nhá. Thử quá. Cay héo hay rồi. Thấy anh em cắn giòn quá. Mời mọi người nha. À cấp chưa? Quá tuyệt vời luôn đấy. Cấp độ âm phủ 1 tỷ nghìn lần. Thực sự là nếu mà để mà hầm thêm tí nữa, mềm mềm tí nữa thì ngon nhỉ. Anh em mình hơi vội một xíu các bạn ạ. Ui nhưng mà ngon lắm anh ạ. Chốt ngon mà cay tê. Cay đấy. Nhưng mà không lo, hôm nay thì đã có gọi là vitamin để anh em gọi là hãm rồi đấy. Ui ui, hãm phát ông cay quá. Ui hả, đây đây, cọc cọc lên cao ấy. À đây, tía đây. Ui giời ơi, mấy thằng này đi lấy cốc còn quên nữa con ạ. Đấy. Đấy, cái món này sau khi mà ăn cay xong là có tí gọi là vitamin lúa mạch vào thì anh em đã thấy gọi là ok hơn nhờ. Nó lại mát luôn, mát luôn rồi. Sao to dữ rồi. To chưa? Cường chặt đấy em ạ, tay nghề đấy. Lúc đầu ấy thì nó chặt được một cái đầu đẹp đẹp. Gọi là mình có khen một cái xong là kiểu nó kiểu tâm lý của nó là khen là khoái rồi. Sau là chặt mãi. Xong bắt đầu chặt là bị lệch luôn ở mấy cái sau các bạn ạ. Nên là mới ra được cái đầu móng nó to như này. Úi giời ơi, cầm cả cái đầu móng to đùng luôn. Ua. Cay tê à. Ua. Sốt cũng tê mà ớt cũng tê. Ui ngon quá. Mua đỏ ăn. Nào đây hỏi chú Hưng trước, chú Hưng được thưởng thức trước thì xem là chú Hưng cho mọi người biết xem là hôm nay trải nghiệm cái món móng giò sốt cay cấp độ 1 tỷ này thì thấy như nào. Rất là cảm ơn anh em nhà mình nấu cái rồi. Món này là quá đẳng cấp luôn. Chả chê được đâu. Chỉ là 1.000 tỷ là 100% rồi. Quá đẳng cấp. Thì từ thế nào? Đấy thì món giò này phải hầm lên tí nước mọi người. Hơi cứng một tí. Da hơi dai. Nhưng mà ăn vẫn ngon. Cay lắm. Sật sật lại cái thì ngon kiểu khác. Đấy. Còn hai anh em kia? Nấm tí nữa thì ngon. Nhưng sốt thì nó thơm thơm nhưng mà em muốn ăn được cay tê quá. Mình có si không thở không? Em nhìn thấy cảm giác nó vừa vừa như này nó sật sật em lại thấy ngon hơn. Em tốt nhá. Ngon. Tê mẹ cay rồi anh ạ. Rồi à. Cay phê các bạn. Nhưng mà chân giò, nhưng mà mọi người bảo hầm tí nữa thì chắc em thấy không cần đâu. Vì ăn cái kiểu cay cay mà cắn nó dai dai này là khá ngon rồi. Cắn là sướng. Cắn nghe được độ giòn đúng không? Răng răng nó ngon. Nhưng mà thật ra là lúc đầu anh mình hầm hơi chậm một xíu. Mình mới đầu bảo là hầm khoảng 2 tiếng. Nhưng mà anh mình hầm có hơn 1 tiếng một xíu. Là anh em mình kiểu đã muốn gọi là chế biến nhanh để đi thưởng thức rồi. Nên là nó chưa được mềm như là gọi là mong muốn ấy các bạn ạ.
Ê, nhưng mà em thấy bảo là ăn cái này có sữa phải không anh? Ừ. Thế chứ đó là thằng này là chưa trải sự đời các bạn ạ. Bởi vì người ta thường gọi là hầm chân giò với lấu cháo để cho bà bầu hay bà đẻ ăn để cho sữa chảy về. Em thử, bây giờ em thử xem là sữa nó về đến em như nào. Chảy nó chảy ở dưới. Trời ơi, ăn đi. Chấm cái này các bạn này. Ăn đi. Ui, đánh khắc này dài này. Đấy, miếng nghĩ là cường chặt lỗi, kiểu cảm thấy tội lỗi là phải ăn miếng to đấy các bạn ạ. Đấy, anh ấy cũng thấy cắn mềm ghê mà. Ngon, đằng tắc á. Không phải không? Cắn mềm mà, như thế cắn rất là mềm luôn đấy. Bạn có mấy cái răng mới thay, cẩn thận không phải dính vào đấy nhá. Mới lại cơn bản là nó vừa tầm này nó cứ sật sật, nó không dai mà nó cũng không mềm quá. Nó ăn mà mềm quá thì em lại không tin mấy. Ăn mềm quá sợ nó dính à? Đấy, mình thấy cũng khá là mềm rồi mọi người ạ. Chứ không phải là không mềm luôn nhỉ. Xong cái lúc sốt xong cái lúc rào nó đỏ. Đây, cái phần này chắc là giỏi lắm này. Gần đấy. Giòn chụp. Nào nhìn cái gì vậy bảo á? Không thì tay này không bật được. Nói đúng là nếu mà để mà gọi là anh em ăn hết số móng giò đấy thì đảm bảo 100%. Thì mình vừa nãy có chiều là có sữa về rồi nhưng mà chưa đâu mọi người ạ. Phải đến tầm đêm thì sữa bắt đầu nó mới về nhiều nha các bạn nhé. Bây giờ nó mới ăn vào rồi nó tiếp thu vào cơ thể thôi. Thì đêm nay ấy, anh em nào mà có nhiều sữa mà thì hôm sau nhớ nói với mọi người nhá. Nhưng mà sữa chị em phụ nữ là sữa tức ngực mình, sữa tức cái gì anh? Cũng tức thế em. Nói chung là đã bảo là sữa thì chỉ có sữa thôi chứ còn cái gì nữa. Nói chung là cái món này sẽ khiến anh em tay gọi là cứ đỏ chue chuét nha các bạn nhỉ. Rồi miệng cũng thế, bởi vì phải gặm ấy nên là mồm miệng là cứ nhem nhuốc màu ớt cay ấy. Đấy, miếng này ngon này em. Đấy, miếng này. Đấy, mấy miếng này ngon. Người ta thường có câu gọi là khôn ăn cái, dại thì ăn nước. Thì đây cũng thế, anh em cứ ăn những cái phần ngon, nó chính là cái phần thân của cái móng trước. Còn cái móng, mấy cái đầu móng thì anh em gọi là trải nghiệm sau. Bởi vì cái đầu móng ấy là nó ít thịt. Thì đêm về là sữa và không nhiều đâu, nên là anh em cứ chơi mấy cái này này. Để chung ăn cái này này. Đấy, đây mọi người ạ. Đây, chỉ còn lại những cái móng này. Nói chung là cầm những cái này thì kiểu giật sướng hơn rất là nhiều nha các bạn nhỉ. Đây em. Những cái nào tròn này ạ? Đúng rồi, tròn đấy. Cái này vẫn là nhiều sữa đây này. Đúng rồi đấy, cái nhiều sữa. Tròn cắt bắt cục như này là nhiều sữa già này. Đấy mọi người ạ. Hôm nay cái món này ấy, thì gọi là anh em trải nghiệm ấy, xịt soạt gọi là liên tục nha các bạn. Và mọi người lúc thấy là rất là nhiều móng giò, nhưng mà bây giờ anh em là đã đánh chén gần hết rồi. Thì đấy, thì cái món này thường thì người ta chỉ đem để hầm nấu cháo những thứ thôi, nhưng mà anh em mình chơi đem đi để gọi là sốt cay cấp độ 1 tí thì đã trải nghiệm và cho mọi người biết cái cảm giác và cái hương vị của cái món móng giò sốt cay cấp độ 1 tí này rồi mọi người ạ. Đấy. Đấy, ui giời ơi. Ui giời. Cường nó còn thêm này. Ui giời. Ngon luôn mọi người ạ. Khúc cá này. Nghe nhai giòn đùm đúp luôn. Đấy, thì đã cho mọi người biết cái cảm giác của cái món này ăn nó như thế nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều. Để anh em mình có động lực anh em mình ra những clip khác hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.